không turbo. Ờ. 230 mấy là 236 gì á. 236 mà lực. Mà số thì 8 cấp. Rồi nó có chế độ độ lái đó. Dạ nó có chỉ có 4 chế độ lái cho mình thôi. Đây, anh chỉ chỉnh một lúc này. Anh đang chạy vấn đề chụp bình thường nhưng đây để em để xe bọc. Để hồi vô dọn kiệt anh chấm chấm đường anh đạp cho dễ. Oh, sport hả? Trong phòng những chế độ bình thường. Sport là kiểu như là mình chạy trong thành phố, thấy cô thì mình chạy ở trên đường trường. Dạ đúng rồi. Sport. Để lúc vừa theo gì quá. Dạ đúng. Mà hoặc là anh chạy để xe mắt cũng được, nó sẽ tự tinh chỉnh theo cái lúc mà nước ga của mình đó. Trên cái dòng này thì vẫn được trang bị cái dẫn đường, nhưng mà bản Benesis thì không có. Con này có một số cái tính năng nó xịn hơn Benesis. Dài thì mình thấy nó lái gọn nha, 5m á, 4m995 á. Chục cơ sở tâm bánh trước tâm bánh sau nó coi như là nó bằng như Carnival luôn. Ủa quên. Dạ bây giờ con này mà ra giấy tờ luôn nó đâu đó tầm khoảng 1 tỷ mốt mấy đó. Dạ đúng rồi, không tới 1 tỷ mốt. Tầm khoảng cỡ tỷ 7, tỷ 8. Tầm 1 tỷ 8. Tỷ 080 anh. Còn nếu mà đi đèo như Đà Lạt thì mình sẽ chạy chế độ nào? Smart à, anh cứ nói chung mà đi đèo Đà Lạt thì mình anh thích mạnh mẽ lên đèo thì anh để sport chạy cũng được, không thôi cứ để sport smart. Nó không có yếu đâu. Tầm cỡ máy 1.5 vậy nên là đúng mà tại thấy nó không có nhiều bên mấy thằng kia nào chế độ M hay là chế độ gì đó nó. Dạ. Với cả cái này vẫn có tích hợp cho mình cái cần sổi trên vô lăng đó nè. Mình về thôi. Dạ đúng rồi. Anh chạy qua cây cầu luôn cũng được. Anh chạy dài đi rồi về cho anh này lại. Chín chục rồi đó. chưa lên hai ngàn đâu. Có cái nước đầu mình thúc á thì nó sẽ đẩy cái tua lên cao. Có khi 3 ngàn. Dạ nhưng mà nó sẽ ổn định lại. Nè ngoài thì thấy nó hơi bự xíu mà vô trong ngồi thấy dễ điều khiển. Tới dưới luôn, tới vòng xoay với người xong cái cho anh đi sau này. Cho anh cảm nhận nó dài dài xíu. Hệ thống chèo nó anh đi vào mấy giờ cao rồi đó, hay thú sợ không được. Vô lăng này nó là điện là thủy lực đó. Dạ, chính điện. Vô lăng của Hyundai là đa nó hầu như cái xe thương mại mà đấy là điện hết. Đây ha. Dạ đúng rồi.
kịch nè. Đã lắm. Tiếp theo mình ngồi vị trí này mà mình đi đường xa thì như nhà có người lớn tuổi, ba mẹ chẳng hạn. Xe xe dạ, đi thì hết rồi. Đi đâu cũng mệt hết á. Vừa thoáng vừa thoải mái nữa. Cái này cũng mở luôn được không? Dạ, cái này phía sau mình không mở, là phía trước thì mở được. Giống như bao nhiêu xe? Dạ. Audi. Mình đi xe này gõ đầu Audi được luôn á. Con này hơn 200 mã mà lo gì sợ gì con này. Con này A4 mà. Con này dư sức. Con này con Audi đâu chạy lại con này đâu. Đó A8 nữa. Bật chế độ siêu bọt hồng ra xuống nó kêu. Con này mà chế độ siêu bọt nó chạy nó sẽ kêu nó hút tầm khoảng cỡ từ lúc mà anh đạp tới tầm 60 khi nó buông cái tụi là bắt đầu nó nhẹ máy đi. Mạnh hơn, dọc hơn, nhẹ nhàng. Cái bản đồ này có thể mua bản quyền là cái việc map gì đó gắn vô được không? Cái đó mình anh xài cái đó bây giờ cái này nó là như cái máy này. Cái này nó như việc map. Cập nhật tại chưa thấy nó cập nhật bản đồ. Cái đoạn đường này nó chưa có lên trên bản đồ anh. Trên cái thằng việc map cũng vậy thôi. Tại vì mấy đường này nó mới mà. Rồi một thời gian sau nó sẽ tự nó cập nhật cho anh.